Sáng nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các sở ban ngành báo cáo về dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sửa đổi quy định về xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ nhân viên cán sự và tương đương lên cán sự, chuyên viên và tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2021. Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp và đề án tái cơ cấu ngành thương mại tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các dự thảo đề án nêu trên. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh cần áp dụng theo luật khi nhận văn bản hồ sơ các cơ quan trình văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ về thủ tục, thể thức, hình thức văn bản, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được đẩy mạnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Sở Nội vụ cần có phương án phù hợp trong việc tổ chức thực hiện đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Hội nghị kết nối cung cầu là sự kiện kinh tế lớn của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, hội nghị phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trang trọng, tiết kiệm và phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh.